Xin chào mọi người, hôm nay Toàn sẽ hướng dẫn mọi người đấu một cái bộ chống trộm lên cái xe máy. Và cụ thể là đây là một cái bộ chống trộm với cái phong cách chìa khóa ô tô. Trước mặt của mọi người là một bộ chống trộm vừa có chức năng tìm xe, vừa chức năng tắt máy, vừa có chức năng khởi động bấm đề. Ở đây cụ thể là hình dáng của nó là làm theo cái mẫu của cái chìa khóa xe ô tô hãng Toyota có hai chìa. Ở đây chưa đánh răng, về chúng ta đánh răng vào. Và đi theo nó thì là loa này, rắc cắm này, rồi là những cái miếng dán. Và loa của nó là siêu to nhá, kêu cực kỳ khủng, điếc cả tai. Mình không thể nghe được, cho nên mình phải dùng một cái miếng dán mình dán lại để cho nó hạn chế cái tiếng kêu nhá. Còn thực tế khi mà bấm nghe thì đinh tai nhức óc, không thể nghe được. Đây là bao bì của nó. Cái sản phẩm này thì mọi người có thể lên những trang web điện tử mua, hoặc là ra đại lý phụ tùng xe máy. Hiện tại tại cái thời điểm này thì cái bộ này mình mua chưa tới 300.000. Hiện tại là tính cái công mình đi mua về, đến tận nơi mua và được chiết khấu ấy thì là khoảng 200.000. Được chiết khấu rồi khoảng 200.000. Còn nếu anh em là khách hàng ra ngoài mua thì người ta bán cho giá sẽ cao hơn, hoặc là gửi trên trang web ship về thì sẽ khoảng là 250. Đấy. Mình sẽ giới thiệu chức năng của các cái rắc cắm này. Màu dây rắc cắm này. Đi theo nó là sẽ có cái hướng dẫn sử dụng. Cứ hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt chi tiết, có cả sơ đồ màu dây luôn. Mọi người cứ yên tâm. Thì rắc cắm này hơi chặt một tí này. Rồi, nhẹ nhàng rồi. 2, 4, 6, 7, 3, 6, 8. 8 sợi dây. Mình sẽ đọc qua chức năng của 8 sợi dây này cho mọi người nghe và ghi chép lại để đấu nhá. Đầu tiên dây màu đỏ chính là điện dương 12V trước khóa điện. Trước khóa điện thì lắp vào bình ắc quy đấy. Và màu ở đây là màu này là màu cam, cũng là dương 12V nhưng mà là sau khóa điện, lắp sau khóa điện nhá, tức là bật khóa lên dây này mới có điện này. Và màu đen xì là dây mát tổng, mát sườn, đấu vào cực âm của ắc quy hoặc là đấu vào những cái dây âm ở trên xe. Hai cái dây màu vàng giống nhau này chính là hai dây dương để cấp cho sinh nhan, để nhan hoạt động. Đây là hai dây dương, chúng ta đấu vào hai dây dương của sinh nhan trên xe. Cái dây màu xanh dương như này thì cái dây này chính là dây cấp mát cho tín hiệu để chúng ta bấm đề. Khi mà chúng ta bấm vào cái nút tia sét 2 lần, 1, 2 thì lập tức cái dây này sẽ cấp ra một lượng dây điện âm. Cấp ra điện âm và lập tức động cơ khởi động. Nghĩa là dây này nhảy đấy. Còn hai dây này là chính là hai dây tắt máy. Hai dây tắt máy thì hai dây này đều là hai dây âm. Khi xe đang nổ máy mà chúng ta bấm vào cái hình có cái khóa mở sẵn đây này, bấm ở đây một cái thì lập tức hai sợi dây này là có âm, có mát và xe sẽ tắt máy ngay. Thì thường chúng ta đấu vào mô bin sườn, đấu vào quận khiển để triệt tiêu cái điện của mô bin sườn đi. Rồi như vậy là mình đã nói sơ qua cho mọi người, còn cụ thể mình sẽ đấu vào cho mọi người xem. Rồi, vừa rồi mình đã tranh thủ thời gian tạm dừng ghi hình và mình ra mình đấu vào một cái con xe là mô hình. Đây là một con xe mô hình Vision của mình. Sau khi đấu xong thì mọi người sẽ cho nó hoạt động như sau. Chúng ta bấm nút tìm xe là hình cái chuông, bấm này. Đó, mọi người thấy chưa? Rồi, nó kêu như vậy là biết ở đâu rồi, mình đã bịt bớt loa đi rồi đấy, thế mà kêu vẫn rất to. Bấm lại này. Đó, ok chưa? Như vậy chúng ta đậu xe ở trong bãi gửi xe có hàng trăm chiếc xe nhưng chúng ta vẫn biết xe mình đang nằm ở chỗ nào. Tiếp theo, nút có hình cái khóa đó là nút chế độ chống trộm, mình sẽ bấm vào đây một cái. Rồi, bây giờ chỉ cần có người động chạm vào đây thôi, ví dụ nha. Đấy, thấy chưa?
Em thấy chưa? Lập tức nó báo động. Đấy là cảnh báo nhá, đấy là một hồi chuông cảnh báo. Bây giờ mình tiếp tục động nữa này. Đấy. Động tiếp này. Đấy. Cảnh báo liên hồi luôn. Rồi. Tắt đi. Cái chế độ này nó rất khó chịu ở chỗ rằng là khi mà chúng ta để xe ở khu yên tĩnh ấy mà vô tình có người chạm phải ấy, thì nó kêu khó chịu lắm. Khó chịu lắm thì chúng ta có thể tháo cái loa này bỏ ra. Chúng ta không cần chế độ ấy nữa. Rồi. Thế còn cái hình tia sét này ấn hai lần là đề. À, nhưng mà trên cái mạch đề xe này thì mình đấu hơi phức tạp một tí, cho nên là mình tạm thời mình không đấu chế độ đề trên xe này, mà chúng ta sử dụng chìa khóa để đề lỗ thôi. Bây giờ mình sẽ chỉ cách đấu cho mọi người xem nhé. Mình đấu sẵn đây rồi. Có 8 màu dây thì chúng ta sẽ bỏ đi 2 dây. Đó là một dây màu hồng và một dây đề. Ở trên xe này thì mình bỏ đi thôi. Còn nếu thực tế anh em muốn đấu dây đề thì mọi người phải chế thêm một cái mạch rơ le nữa mới đấu được trên cái xe khóa thông minh này. Thì trường hợp đó ai muốn lắp mạch đề thì inbox riêng cho mình. Mình sẽ vẽ sơ đồ mình gửi ra cho. Mình gửi cho mọi người và mình sẽ đọc tên linh kiện để mọi người mua, bao gồm là rơ le. Thế ở đây chúng ta đấu là dây màu đỏ này. Là dây trước khóa. Trước khóa thì chúng ta lắp vào cực dương của ắc quy. Đây mọi người nhìn thấy chưa? Đây, mình hạ máy quay xuống nha. Đây, dây màu đỏ chúng ta lắp vào cực dương ắc quy này. Đấy. Thế còn dây màu đen thì chúng ta lắp vào cực âm của ắc quy. Âm ắc quy hoặc là màu dây mát. Dây mát của xe Honda là màu xanh lá cây. Thế còn dây nâu sau, à dây cam, xin lỗi, dây cam, đây dây màu cam. Dây màu cam thì chúng ta lắp vào dây sau khóa của xe, nó là màu đen xì. Màu đen xì. Thì chúng ta tháo cái đầu ra sẽ tìm cái rắc nào có dây màu đen nhé. Rồi, đây là sau khóa của Honda, đen là sau khóa của Yamaha. Thì sau khóa nó là màu nâu. Tiếp theo, thế còn mà hai màu vàng chính là dương cấp cho hai sinh nhan. Thì hai mắt sinh nhan ở đây này. Đấy, hai mắt sinh nhan ở đây thì đương nhiên là dây cắm sinh nhan nó ở đây rồi. Đây có dây màu cam. Đấy. Bên trái là sinh nhan màu cam thì mình đấu dây vàng vào dây màu cam. Còn bên phải thì sinh nhan nó dây màu da xanh da trời nhạt. Đây, xanh da trời nhạt thì mình đấu dây vàng vào vào màu xanh da trời nhạt. Thế còn màu xanh cây thì là mát sườn nhé, mát tổng nhé. Rồi. Đó. Thế còn tiếp theo, à nhắc lại hai dây màu vàng này chúng ta không phân biệt dây nào vào vế bên nào đâu. Chúng ta lắp lẫn lộn hai dây này vào vế trái phải. Lắp lẫn lộn, không cố định là dây vàng nào vào vế bên nào luôn nha. Tiếp theo là dây màu ghi xám. Ghi xám đây là dây chết máy. Chết máy thì mình đã nối một sợi dây điện dài. Đấy, mình lắp vào mô bên sườn. Lưu ý mọi người là mô bên sườn có hai dây. Đây, mô bên sườn nó nằm dưới gầm, nó hơi tối một tí, đúng không? Hơi tối một tí. Đây, mình sẽ rút rác ra cho mọi người xem. Rút rác ra. Hơi tối đúng không? Mọi người thấy có màu xanh. Đấy. Ở đây này, rác mô bên sườn có dây màu vàng sọc xanh dương. Thì mình sẽ đấu dây ghi xám này vào. Vàng sọc xanh dương. Có lẽ mình phải xoay đèn cho mọi người xem. Đây, mình đã thắp cái bóng đèn lên đây rồi. Mọi người nhìn thấy chân mô bên sườn màu xanh chưa? Mình sẽ rút cái dây này ra. Đấy, sau đó mình đấu dây ghi xám vào cái chân màu xanh của mô bên sườn này này. Đó. Rồi, thế còn chân bên kia màu đen nhá, chân thứ hai của nó là màu đen này này. Thì mình đừng có đấu vào sẽ lổ cầu chì nhá. Đấu vào chân này thôi. Quan trọng là như vậy đấy. Đó, mình đấu dây đây. Dây ghi xám mình đấu vào đấy. Đấy, mọi người nhớ nhá. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ đề cho lổ máy, mình đã bật khóa sẵn rồi. Bóp phanh bấm đề. Đấy. Xe đã lổ máy nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái chìa khóa để tắt máy. Đây, chìa khóa đây. Xe đang lổ máy nhá. Bây giờ mình sẽ bấm cho tắt máy này. Mọi người nghe rõ tiếng lổ đúng không? Rồi, lập tức xe tắt máy ngay. Ok chưa? Rất hay.
Đấy, làm lại này, xe đang nổ máy nhá, ga lên này. Rồi, bấm tắt máy này. Tắt máy. Ok. Rồi, thế còn hai cái dây thừa đấy, cái dây mà sử dụng mạch bấm đề đây này, cái dây màu xanh dương đây này, thì nó cấp ra một dòng điện âm. Cấp ra dòng điện âm thì chúng ta sử dụng một con dây le 4 chân để chuyển tiếp, để điều khiển âm cho dây le nhảy. Dây le nhảy thì chúng ta sẽ cấp dương của dây le nuôi vào cái dây vàng sọc xanh dương của cái con SU này. SU có một dây vàng sọc xanh dương chạy từ con SU. Đây là con IC điều khiển. Đấy, chạy từ con SU của khóa thông minh lên con IC điều khiển này. Thì chúng ta sẽ sử dụng IC, sử dụng dây le để chuyển tiếp một mạch dương vào đó để ra tín hiệu đề. Thì trường hợp đó thì mọi người là kỹ thuật chuyên sâu quá, sợ anh em không hiểu được thì tốt nhất là nhắn tin Zalo cho mình. Số Zalo là 0904 566 844. Mình sẽ hướng dẫn sơ đồ cho mọi người đấu lối trực tiếp. Đối với những cái xe mà chúng ta không có bộ tìm xe đấy, thì chúng ta lắp cái bộ chống trộm này vào thì nó sẽ có chức năng tìm xe rất tiện lợi luôn này. Đấy. Rồi, ok. Ví dụ như cái xe AB đầu trâu đây này, xe AB đầu trâu này, đây chìa khóa nó đây, chìa khóa của nó đây, bấm một phát là tìm xe luôn này. Đấy, bấm tìm xe, nhưng mà không có chế độ chống trộm đâu, không có chức năng chống trộm đâu, mà mua cái bộ ổ khóa này lắp lên thì hiện tại là giá của nó, giá hàng Honda xịn ý, thì nó là khoảng 1,7 triệu. 1,7 triệu bao gồm là cái chìa này, cái con điều khiển tìm xe này này và cái bộ khóa này này là 1,7 triệu nhá, giá cực kỳ là mắc luôn. Thế còn anh em mua về chế cháo thì phải mua một cái con điều khiển này, mua một cái jack cắm này này, rồi mua một cái chìa này thì cũng phải 600-700 nghìn, rất chi là tốn tiền. Đó. Vậy thì chúng ta chỉ cần mua một cái bộ chống trộm như thế này thôi, giá khoảng 200-250 về chúng ta đấu lối hoặc chúng ta thuê thợ lối thì chúng ta đã tìm xe được trong bãi rồi nha. Đó, rất chi là tiện lợi. Rồi, mọi người thân mến, video mình làm đến đây là kết thúc rồi. Mình đã hướng dẫn mọi người cách đấu lối, vị chỉ cho mọi người chức năng, vị trí đấu lối như thế nào, màu dây ra làm sao. Đấu lối có hai chế độ là chống trộm và tìm xe, rất tiện lợi cho anh em sử dụng xe, giá cả cũng hợp lý. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh Toàn Nguyễn của mình. Xin chào tất cả mọi người.